cam quýt viền lợp nhỉ. Summer cho game thủ Di Mang. Đó, anh em có thể thả em tân bình luận không anh em ơi? Đó, anh em thả cho em kích like và bình luận được không ạ? Để cổ vũ cho hai game thủ có thể bật trong xe này. Và anh em chờ đợi đến với quân của đối phương sau tình huống soi quân của Mang. Ok, bãi quả có gỗ đầu cũng tương đối gần và cộng với một con voi. Mình là cho Summer à? Mình là cho Sam và hình như đội bạn Baby gì đấy, Baby Pan. Và quay trở lại với bài đấu của Xi Măng nào, màu 8. Đó, bên này bài đấu măng đẹp đẹp rồi đấy. Ba voi gỗ gần. Và những cái map đấu này thì đây là map Summer chứ là đánh cung. Bên kia 98 là người cầm say Baby và có một con chém tuyển Pamian đến từ game thủ Kamachi. Nào, cố gắng nào, kèo này không để thua được. Và đang đảo qua màn hình máy của thủ Vên lớp một cái nhá. Rồi, cũng một vòi về sớm. Bên trên nó đã thấy một bãi quả phụ rồi. Một bài đấu chỉ là cho son nữa thôi. Bài hai quả phụ cho thủ Việt Lâm. Ok, nhưng bài đấu này thủ Măng đã đủ đồ hay chưa nào? Ba voi đã về lại là chính của mình. Bài có vẻ hơi ít dựng ấy à. Rất may mắn là tần rồi có thể né được. Nó chỉ solo đúng một con sư tử thôi với dân mình, dân Summer. Đó, chào anh Dinh Di nhở. Đó, trận này đánh cung Nga là mới nể ạ. Ôi, như vậy là trên này. Đó, cân đôi, hay quá. Đó, may mà dân Summer đi ăn, dân thường là bài này oảng chặt luôn. Đó, vừa mới solo một con sư tử và đi dò để gặp luôn ngay một con sư tử tiếp theo. Đó, bài này mà đánh cung thì anh em cho ăn gạch chết. Đó, bài này đánh cung Nga của cho son thì chắc anh em cho đúng một mớ gạch luôn. Và quy lại thì chắc là cái đống gạch đủ để xây một cái tòa chung cư mất. Để xây chung cư luôn. 24-28 đến từ game thủ Vên Lớp. Và xin chào 500 anh em nhỉ. Và thi thoảng anh em có thể thả cho em tân bình luận không anh em ơi? Và anh em làm quả bình luận cái cho nó phấn khởi cái nào. Và đang bị thua thì 26 dần kịch đời. Một phong cách cũng khá là trâu dần cho những cái bài đấu cầm chém. Khi bài này mình có hai bãi quả, ok 6 cây. Bài hai quả phụ cho lớp. Nào, hóa Yamato này anh ơi. Cố gắng lên. Đưa xe đấu về chung kết vì hôm nay chưa có xe nào có 5 trận cả. Và cái xe này cần như vậy khi mà mình đang bị thua 1-2. Rồi, chào anh Trần nha, chào anh Lê Văn Hùng nhá, chào anh Hữu Duy. Chào tất cả anh em nhá. Đó, anh em vào thả cho em kích like và kích bình luận nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là Măng 26. Không biết là bên kia bài đấu của Pan dò bao nhiêu phần trăm gì. Điểm số 98 khá là cao. Babylon điểm số cao, chắc điểm số đi dò. Và cái quan trọng là cánh của game thủ Kamachi thôi. Vì đây là bài đấu mình có một cho son, một đơn vị quân chém khá là bình thường. Và ý định đó chính là hai chém đến từ hai game thủ. Ok, Kamachi và Lớp là người lên đời.
Vâng, Love là một game thủ lên đời rất có số có má trong map này khi mà anh kích đầu trong 12x. Ok, chào anh Trần nhá. Chào anh Phạm Phú và chào anh Hồng Ngọc nhá, chào tất cả anh em. Chào anh A Quỳnh và chào anh Văn Thạch. Hôm nay thì em chưa biết là mấy C anh ơi. Kèo bây giờ còn là tùy cơ ứng biến khi mà đánh đến tầm C3, C4 và xem cái thời gian như nào. Nếu như còn sớm có thể xúc tiếp được thì xúc. Vì các game thủ có kèo chiều mà. Nó phụ thuộc vào cái thời gian diễn ra các trận đi đầu. Hôm nay chắc là ít nhất phải được 4C đấy. Vì đây là bây giờ C3 rồi. Bây giờ C3 và 2C đầu tiên thì hai game thủ hai bên thì có tỷ số 1-1. Thì có lẽ là sẽ là một bên cố gắng chạm 3 và một bên cố gắng gỡ hòa. Nếu như một bên nào đấy thắng C này thì một bên sẽ cố gắng để thắng luôn 3-1. Còn bên bị dẫn trước C này thì sẽ cố gắng để gỡ hòa cái. Một thế đi dò đến từ bên Lâm nhưng đang bị quay. Đó anh em bịp ạ. Đó anh Tranh Vĩnh Khang nhá. Và anh Trần có bịp hay không nhỉ? Đó Facebook chi thi thoảng chi chat suốt mà anh em. Nguyễn Thị Chi ấy. Đó anh em tìm ra cái thôi. Tìm ra là thấy ngay. Đó hôm nay còn kèo nào không nhỉ? À có anh ơi. Vào chiều hôm nay có rất nhiều kèo. Kèo đấu tí solo với Nam Sokyu này. Và kèo đấu 22 lớp thứ đối đầu với Măng và BB. Thêm kèo solo Bách và Gunny nữa. Đó chính là 3 kèo chiều hôm nay. Đằng đây là những chiếc nhà BA của game thủ người cầm MOBA. Timeline 28/44. Bằng lớp đang ăn được 2 dân. Bài này 98 cũng lên đời. Bài 98 cũng khỏe phết. Cũng hươu voi đầy nhà luôn. Đó cho anh Nguyễn Tuấn nhá. Ok anh Trần ơi. Đấy em vừa đọc ấy. Vâng em bình luận kèo lớp anh ơi. Em sẽ bình luận kèo lớp thứ và đi măng. Họ đang vẩy e kìa. Bên này thì lớp đang đi vào cái hàng BE này. Quay trở lại với cánh của măng. Xem măng chém cái. Ở trận này cố gắng phải chém tỏa khói cho màu 8 nào. Cố gắng chém tỏa khói. Ruộng nương đang rất ổn cho xi măng. Nhưng mà có phải anh cần phải lên cái đôi giày không? Làm sắm cái đôi giày tốc chạy cái để cho những con nông dân nó di chuyển nó thanh thoát hơn. 2BL 1P. Còn cánh này thì cũng chưa có dấu hiệu gì quá đặc biệt cả. Quay trở lại lớp. Ok anh Trần Phương nhá. Đó kèo lớp thứ anh ạ. Chào anh Quang Trần nhá. Vâng tối xem bóng đá là hết dịch à. Ngày xem hai kèo và tối xem bóng đá. Hôm nay bóng đá vào lúc 19 giờ phải. 19 giờ. Rồi nổ không? Như vậy là nổ và không được. Bởi Phương đang kịp thời vẩy e. Vâng nhưng mà cái số lượng chém của game thủ Ven Lớp cũng không phải dạng vừa. Hóa Yamato thật rồi. Nhưng hiện tại thì timeline của lớp thì đang là timeline nhiều chém. Đằng Măng sẽ đang về cái thế chủ lực ngay sau đây. Đằng Măng sẽ cần phải to khỏe ra với bài đấu cầm Summerian. Mà cánh này thì khả năng game thủ về lớp về sau khá yếu. Rồi lạc đà chém 4 chơi với Kabachi. Ôi, khô máu luôn. Măng và Kamachi quyết định khô máu luôn. Và Măng là người quyết định rút. Bên kia cũng 2L vắt đều đấy. Trận này thì bên này Kamachi cũng 2L. Một thật ra cái thế này mình đang cảm giác hơi khơi khoai tí. Nhưng mà lớp là bài đấu cũng mất tham rồi. Bên kia thì game thủ ở U98 vẫn tụ được cùng giờ nhiều. Nếu như bây giờ mà 98 chạy vào đây thì rất khó để cho game thủ Simang có thể đỡ được cả hai. Thậm chí là bây giờ gặp những con lạc đà game thủ người cầm màu 2 là thấy cũng khá là mướt mướt rồi. Chưa chắc là có thể thủ được trước màu 2. Chưa nói đến cái chuyện là game thủ màu 3 sẽ đến. Và như vậy một xe đấu ta không thể bật được anh em ơi. Chưa thể bật được trong C3 và ta sẽ cố gắng để giành chiến thắng C4 làm cái hòa C trước đã. Tỷ số là 1-3 C3.